Thằng Bi giới thiệu quá trời xe luôn. Nguyên bộ thì một, cái này có bán từng chiếc rồi nha các bạn. Hiện tại thì Thái Vân tôi có 7 xe chiếc. Xe của mình là 5 tia nha bạn, 5 tia trên đây nha. 5 tia rồi sao con? Mercedes. Xe đua F1 luôn nha, công thức 1. Taxi bằng hét kêu nha bạn. Xe của mình kêu. Xe mẹ mượn, xe cảnh sát của bạn Bi đây. Tắt nha. Thôi tắt đi. Xong rồi. Xong rồi.